Chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục Về Nghe Lạc Kể. Đây là chuyên mục podcast của Trường Đại học Văn Lang, được phát sóng định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Mình là Mỹ Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số thứ 3 của Về Nghe Lạc Kể. Về Nghe Lạc Kể là nơi để đại gia đình Văn Lang gửi gắm những tâm sự, chia sẻ về đời sống học đường hay đơn giản là những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình đại học của mình. Đến với số phát sóng lần này, chúng mình đã nhận được rất nhiều câu chuyện thú vị của các bạn sinh viên Văn Lang. Nhưng trong đó, câu chuyện về hành trình chinh phục ước mơ du học Hàn Quốc của những bạn trẻ ngành Đông Phương học đã mang lại nhiều cảm xúc khó tả, cũng như giúp chúng mình có thêm động lực theo đuổi ước mơ của bản thân. Và trong Về Nghe Lạc Kể số thứ 3, chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm sự của các bạn sinh viên đã và đang sinh sống học tập tại xứ sở Kim Chi với chủ đề Xin chào, mình là du học sinh Hàn Quốc. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Ước mơ ấy chính là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh và là mục tiêu phấn đấu trong công việc và học tập. Tuy vậy, con đường chinh phục ước mơ lại không hề dễ dàng. Đó là cả một hành trình dài chúng ta phấn đấu, nỗ lực không ngừng, vượt qua những định kiến tưởng chừng quật ngã để ý chí của bản thân. Với các bạn sinh viên ngành Đông Phương học Văn Lang, việc chinh phục ước mơ du học Hàn Quốc cũng không hề dễ dàng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Nhưng rồi các bạn cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình, đặt chân đến đất nước mà các bạn mong muốn được ít nhất một lần trong đời. Trong số thứ 3 của chuyên mục Về Nghe Lạc Kể, Mỹ Như đã nhận được rất nhiều câu chuyện về trải nghiệm của các bạn sinh viên, cựu sinh viên đã và đang học tập tại xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc. Mỹ Như sẽ chia sẻ với các bạn thính giả những lời tâm sự của bạn Võ Lê Bảo Ngọc là sinh viên khóa 25 ngành Đông Phương học về trải nghiệm sau 2 tuần bạn đến với đất nước Hàn Quốc. Vậy là ước mơ du học tại Hàn Quốc của mình cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Mình đã theo học 2 năm tại Đại học Gwangju, Hàn Quốc, theo chương trình liên kết 2+2 của Văn Lang và Đại học Gwangju. Ngay trong năm đầu tiên, những tiền bối khóa 23 ngành Đông Phương học của mình đã có cơ hội xuất ngoại và ước mơ du học Hàn Quốc của mình cũng nhen nhóm từ đó. Mình mong muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn, nên việc sang Hàn Quốc sẽ giúp mình có thêm kiến thức, trau dồi khả năng ngôn ngữ, cũng như học thêm về văn hóa và cả con người Hàn Quốc nữa. Hành trình sang Hàn của mình thật sự rất gian nan, mình gặp trục trặc nhiều vấn đề, đặc biệt là hồ sơ và giấy tờ xin visa. Khi hoàn thành xong hồ sơ, cầm được tấm visa đi Hàn Quốc trên tay, mình thấy rất vui và hào hứng vì những nỗ lực của bản thân suốt một năm qua cũng được đền đáp. Đến với Hàn Quốc, mình nhận ra nơi đây khác rất nhiều so với Việt Nam, từ văn hóa, khí hậu, phương tiện giao thông và đến cả cách sống cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mình vẫn đang dần thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc, mong rằng trong 2 năm tới đây, mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, học tập thêm nhiều thứ bổ ích và đặc biệt là trau dồi khả năng ngôn ngữ của mình để tiếp tục phấn đấu hoàn thành ước mơ trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn. Về Nghe Lạc Kể xin cảm ơn những lời chia sẻ tâm tình của bạn Bảo Ngọc. Mỹ Như xin chúc bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ tại Hàn Quốc. Tiếp nối chuyên mục, Mỹ Như xin chia sẻ những tâm sự của bạn Trịnh Hoàng Khang, đang là sinh viên khóa 25 ngành Đông Phương học. Bạn đang theo học chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Busan về trải nghiệm lần đầu đặt chân đến đất nước Hàn Quốc. Hàn Quốc trong mắt mình vẫn xinh đẹp như cái cách mà mình đã hình dung về nó trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, vì gặp phải khó khăn khi lần đầu sinh sống và học tập tại nơi xứ người thì không thể nào tránh khỏi. Ngay trong ngày đầu tiên đến với Hàn Quốc, mình thật sự rất sốc với cái lạnh cắt da thịt của tiết trời đầu năm. Mình đã tưởng tượng không khí buốt lạnh trước khi đặt chân đến Busan, nhưng mình không nghĩ là sẽ lạnh đến như vậy. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc đang diễn biến rất phức tạp, khiến bọn mình chưa thể chính thức bắt đầu hành trình khám phá đó đây, làm quen với những người bạn mới trong môi trường mới. Khi dịch bệnh qua đi, chắc chắn là mình sẽ tận dụng tối đa thời gian một năm tại Hàn Quốc để học tập cũng như khám phá ẩm thực và văn hóa tại xứ sở Kim Chi. Mỹ Như xin cảm ơn những điều mà bạn Hoàng Khang đã chia sẻ với Về Nghe Lạc Kể. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục nỗ lực hành trình học tập của mình, mang hình ảnh sinh viên Văn Lang nói riêng và Việt Nam nói chung đến với nước bạn nha. Bên cạnh những chia sẻ của các bạn sinh viên khóa 25 vừa đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, Về Nghe Lạc Kể còn nhận được những lời nhắn gửi của các bạn cựu sinh viên đã hoàn thành chuyến du học tại Hàn Quốc.
Miễn Như sẽ chia sẻ với các bạn thính giả lời tâm sự của bạn Nguyễn Ngọc Hiền, là cựu sinh viên khóa 23 ngành Đông Phương Học, từng du học một năm tại Đại học Quang Chu. Từ những năm cấp 2, mình đã có ước mơ được một lần đặt chân đến với Hàn Quốc bởi vì mình là một fan cứng của các nhóm nhạc K-pop. Khi đó mình đã bắt đầu tìm hiểu và mong muốn được học tiếng Hàn để có thể sang Hàn Quốc du học, đi các concert và nghe hiểu nói chuyện với các idol của mình. Khi lựa chọn ngành và trường đại học, mình đã tìm hiểu chuyên ngành Hàn Quốc học của ngành Đông Phương Học và quyết định nộp hồ sơ vào trường Đại học Văn Lang. Với ước mơ được nung nấu từ nhỏ, mình đã quyết tâm học tập và đã nhận được học bổng sang Hàn Quốc du học tại Đại học Quang Chu. Lúc biết tin có cơ hội đặt chân đến đất nước mà mình mong ước, mình đã nhảy cẩn lên vì vui mừng, đi khoe với cả gia đình. Lúc đó mình thầm nghĩ là trời ơi, sắp được gặp idol rồi, còn được trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc nữa. Lúc mới sang Hàn Quốc, mình đã thật sự rất sốc khi mình đã học tiếng Hàn 2 năm ở Việt Nam, nhưng mình vẫn không hiểu mọi người ở Hàn đang nói gì cả, bởi vì cách phát âm và từ lóng của họ khác xa với những gì mình đã học. Vì vậy mình quyết tâm tham gia chương trình kết bạn ở Hàn Quốc để cùng nhau trau dồi học tập văn hóa của cả hai nước. Bên cạnh đó mình cũng luyện tập giao tiếp rất nhiều và cũng cải thiện được vốn tiếng Hàn của bản thân. Trong suốt thời gian học tập tại Hàn Quốc cũng là thời điểm dịch bệnh bùng phát. Mình thật sự rất sợ hãi khi mỗi ngày xem thời sự thấy số ca nhiễm tăng lên 1000 ca chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Trong thời điểm khó khăn ấy, mình đã nhận được sự sẻ chia từ những người xung quanh, đặc biệt là ông bà chủ quán gà rán nơi mà mình làm thêm. Ông bà chủ đã rất yêu thương mình và từng nói: "Con đừng quá lo lắng khi ở Hàn Quốc, nếu con gặp khó khăn gì thì còn có ông bà ở đây lo cho con." Với một người con xa xứ không có gia đình bên cạnh mà nói, khi nghe những lời tâm tình đó, mình đã bật khóc và cảm thấy được che chở. Ông bà chủ đã chăm lo cho mình như con gái của họ vậy. Mình thật sự mong đại dịch sớm kết thúc để sang Hàn Quốc và thăm những người giúp đỡ mình trong suốt thời gian du học. Thông qua về nghe lạc kể, mình muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên đang bắt đầu hành trình học tập tại Hàn Quốc. Các bạn hãy nỗ lực học tập hết mình vì đam mê, vì chính ước mơ của các bạn. Các bạn phải nắm bắt cơ hội học tập ở đây để trau dồi vốn ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kết bạn giao lưu thêm nhiều người bạn Hàn Quốc hoặc sinh viên nước ngoài để có thể nói chuyện bằng tiếng Hàn, nâng cao trình độ của bản thân mình. Vào những ngày cuối tuần, các bạn hãy dành thời gian để đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc, học hỏi thêm về văn hóa, đời sống sinh hoạt của người Hàn. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều bổ ích cho cơ hội việc làm của các bạn ở sau này. Sau những chia sẻ của các bạn sinh viên và cựu sinh viên du học tại Hàn Quốc, Mỹ Như tin chắc rằng sẽ tiếp thêm một nguồn động lực để đại gia đình Văn Lang tiếp tục phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, ước mơ đặt ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số phát sóng thứ 3 của Về Nghe Lạc Kể với chủ đề Xin chào, mình là du học sinh Hàn Quốc. Và mình là Mỹ Như, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở số phát sóng tiếp theo nha!